Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 4 tháng 10 của Dusanvina. Bản tin trưa hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Biểu dương các cải tiến hay giúp tăng năng suất sản xuất. Hoàn thành 90% ngôi nhà mơ ước cho anh Đặng Quang MHS2. Trường thuộc trận giao lưu bóng đá giữa hai đội Man Office và VND. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tháng 9 vừa qua, có rất nhiều cây sinh đã được sáng tạo và 5 trong số các cây sinh đó đã được ban lãnh đạo đến tham quan cũng như khích lệ tinh thần những thành viên đã tạo ra chúng. Tham gia chuyến tham quan cây sinh 2 lần này có Phó Tổng Giám đốc ông Kim Yun Su, Giám đốc các xưởng, bộ phận liên quan và nhân viên bộ phận PI. 5 cây sinh 2 được tiến cử đến từ Boiler, FSD, PSD, MHS1 và Design. Một là cây sinh giảm thời gian cung cấp cáp lấy tích cho sản xuất bằng cách cải tiến trực quan thùng đựng số lượng của tổ header fabrication 2 nhà máy Boiler. Cây sinh do tổ trưởng Lê Minh Việt và team leader Trần Minh Trí dẫn dắt đã giúp tổ header fabrication 2 giảm thời gian cung cấp cáp lấy tích từ 120 phút xuống còn 10 phút. Hai là cây sinh giảm 30% thời gian dừng máy để kiểm tra lỗi thiết bị điều khiển máy 2 hết bằng phương pháp hiển thị trực quan trên bảng đèn của tổ MM Boiler khối FSD. Trước đây, để thực hiện công đoạn này, công nhân phải mất khoảng 30 phút dừng máy để tìm vị trí bị lỗi. Và từ khi áp dụng phương pháp hiển thị trực quan các vị trí lỗi trên bảng đèn, thì việc kiểm tra đã trở nên nhanh chóng hơn. 3. Là cây sinh nâng cao môi trường làm việc ngoài trời và giảm thời gian cắt gỗ bằng cách làm nhà di động của tổ Bách Kinh 2 khối PSD. Cây sinh này do tổ trưởng Tạ Công Kiều và team leader Lê Mỹ Hòa thực hiện. Trước đây, thời gian cắt gỗ tốn khoảng 5 giờ công trên một ngày, cộng thêm 20 phút dọn dẹp vệ sinh. Sau khi cải tiến, thời gian cắt gỗ chỉ còn 3 giờ công trên một ngày và loại bỏ hoàn toàn công đoạn dọn vệ sinh. 4. Là cây sinh cơ cấu hỗ trợ canh chỉnh hết beam khi thực hiện cắt tại máy cưa 75 của tổ Fabrication 3 Unit 2 nhà máy MHS1. Cây sinh này đã giúp tổ Fabrication 3 Unit 2 giảm được thời gian canh chỉnh máy từ 4 phút trên một chiếc xuống còn 2 phút trên một chiếc và tổng thời gian tiết kiệm được là 567 giờ khi áp dụng cho 9.000 hết beam của dự án Sông Hồ 1 và 8.000 hết beam của dự án Red Dragon. Và cuối cùng là cây sinh tiết kiệm 172.000 đô la cho dự án Sông Hồ 1 bằng cách thay đổi vật liệu của Liner Play trong câu silo từ SOS 304L2B thành SOS 304L2B của xuất sinh Cold Duck Design, khối Design. Cái tiếng hay của team leader Nguyễn Hà Thiện này đã giúp công ty tiết kiệm được 172.000 đô la từ vật liệu cho dự án Sông Hồ 1. Sau hơn một tháng tiến hành xây mới căn nhà cho anh Đặng Quang MHS2, đến nay công trình ngôi nhà mơ ước của anh đã hoàn thành được 90% và sau đây là một hình ảnh ghi nhận quá trình xây dựng này. Theo chủ nhà thì căn nhà này đã được xây dựng từ năm 1972 trên diện tích khoảng 70m² với 3 căn phòng nhỏ, là nơi cư trú của 5 thành viên gồm nhiều thế hệ của đại gia đình anh Quang. Trải qua hơn 40 năm sử dụng, căn nhà đã xuống cấp trầm trọng nhưng cả gia đình chỉ dựa vào một mình thu nhập từ lương công nhân của anh Quang nên việc tu sửa căn nhà là một điều ngoài tầm với của họ. Mãi đến khi hoàn cảnh của anh Quang được giới thiệu và đại diện Dusanvina đến khảo sát và tiến hành đập bỏ kiến trúc cũ để xây một căn nhà mới hoàn toàn cho gia đình anh. Việc xây dựng được tiến hành từ cuối tháng 8 năm 2016 và sau hơn một tháng thực hiện, căn nhà mới của anh đã nên hình dạng với tổng cộng 7 phòng, 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 gác lửng, 1 phòng bếp và 1 phòng tắm. Tổng diện tích căn nhà giờ đây được mở rộng lên gần 100m². Hàng ngày tại công trình này đều có trung bình 4 đến 5 công nhân xây dựng và những công đoạn cơ bản như xây, tô, sơn tường, chạy hệ thống điện, đóng la phong giờ đây đều đã hoàn thành. Nhờ tận dụng những vật tư có sẵn từ sản xuất như sắt thép, gỗ, sơn, xà gồ, các thiết bị điện và chi phí nhân công nên kinh phí xây mới cho gia đình anh Quang chỉ tốn khoảng 50 triệu đồng. Số tiền này được trích ra từ nguồn quỹ công đoàn của công ty. Và theo kế hoạch, căn nhà mới khang trang này sẽ được bàn giao cho gia đình anh Quang vào ngày 7 tháng 10 sắp tới và cũng trong ngày này sẽ có khoảng 30 công nhân viên Dusanvina đến giúp anh sơn cửa, sắp xếp vật dụng và tổng vệ sinh. Tối ngày 27 tháng 9 vừa qua, trên sân bóng đá mini Dốc Sỏi đã diễn ra trận giao hữu giữa các thành viên của hai câu lạc bộ bóng đá Man Office và PSD. Ngay sau khi tiếng còi hiệu lệnh được bắt đầu, các cầu thủ của hai đội đã tỏ ra vô cùng hăng say với quả bóng
khi liên tiếp có nhiều pha tấn công chớp nhoáng và tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Tuy nhiên, chính vì tốc độ tấn công quá nhanh nên các cầu thủ của đội PSD đã để lộ nhiều lỗ hổng, phối hợp không ăn ý và đã tạo cơ hội cho tiền đạo Menovic tiến sâu về phía khung thành, tung cú sút mở đầu tỷ số cho trận đấu ở phút 20. Bị dẫn trước, các cầu thủ PSD đã chơi tập trung hơn, tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương và nhanh chóng sang bàn tỷ số 1-1 10 phút sau đó, tức ở phút 30 của trận đấu. Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều có những bước tiến khá rõ về chiến thuật. Tuy nhiên, với kỹ năng và thể lực có phần trội hơn nên PSD đã ghi thêm cho mình nhiều bàn thắng hơn. PSD là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm. Lối chơi của họ cũng phóng khoáng và đầy biến hóa. Chính vì vậy, tỷ số chung cuộc 4-2 sau 60 phút giao lưu hoàn toàn không phải là một tỷ số bất ngờ đối với khán giả. Đây là một trận đấu mang tính giao lưu, nhưng chủ đích chính của nó vẫn là hướng đến việc rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho giải cúp vô địch Festival mùa thứ 6 hiện đang diễn ra. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Đưa Samina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đưa Samina đi VTV V7N76. Đồng thời, quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin mới nhất về Đưa Samina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Đưa Samina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.